Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giu-đa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành, vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ, và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt đất, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, dưới đất, và các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, nhìn vào cuộc sống hiện tại, đại dịch là một biến cố làm cho cả thế giới hơn 2 năm vừa qua trở nên xôn xao, và bao nhiêu lo lắng ập đến nhân loại. Có người thì họ cho rằng dịch bệnh bao giờ chấm dứt thì kệ nó, tới đâu thì tới. Có người thì cố gắng chuẩn bị lo liệu để có được sự an toàn cho tấm thân. Nhưng đối với những người có niềm tin như chúng ta, chắc chắn chúng ta phải có cái nhìn của đức tin và lòng cậy trong. Vì những lúc khốn khó của con người, đó là lúc mà Thiên Chúa lên tiếng bên vực chở che con người. Chúng ta vẫn còn nhớ lời Thánh Vịnh: hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Thật vậy, cuộc đời của chúng ta cho đến bây giờ, kinh nghiệm đức tin hàng ngày qua đời sống của những người lớn tuổi, của những người trung niên, của những người thanh thiếu niên, và kể cả các em thơ là con cái của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin và lớn lên trong đời sống đức tin hàng ngày, để chúng ta vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa, nhất là những lúc khốn khó nhất, những lúc truân chuyên nhất. Kinh nghiệm của mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, người đã từng chia sẻ rằng từ những yếu tố lớn cho đến những điều rất nhỏ trong cuộc đời của tôi sống tóm lại với một ngôn từ duy nhất, như mẹ Maria, đó là xin vâng. Tôi chấp nhận tất cả những gì Chúa cho, và tôi cho Chúa những gì mà Chúa muốn. Ấy là cách nên thánh của tôi. Nên thánh không phải là làm những việc phi thường, nhưng là khiêm nhượng để làm những việc nhỏ với một trái tim to. Kính thưa ông bà anh chị em, người ta kể một câu chuyện rất dễ thương, chắc có lẽ chúng ta đã từng nghe. Tôi cũng xin mạo muội kể lại câu chuyện đó trong những tư tưởng chia sẻ ngày hôm nay. Có một bác nông dân nọ, một ngày kia con lừa của bác không biết chạy như thế nào, nó rơi xuống cái giếng. Mà cái giếng đó là cái giếng bị bỏ quang, không còn sử dụng được nữa. Và người chủ cũng như con lừa, chủ thì muốn cứu nó lên mà sâu quá, nó cũng nặng nữa, làm sao mà mang nó lên một cách dễ dàng. Còn con lừa thì hết phương cứu chữa, cứ lay quay ở dưới cái giếng chật hẹp như vậy. Cuối cùng thì bác nông dân mới nghĩ rằng con lừa nó cũng già, cái giếng thì cũng đã bị bỏ, không sử dụng được nữa, cho nên nghĩ và quyết định là lấp cái giếng rồi cho con lừa nó được chôn giấu ở dưới luôn. Ông ta mới kêu gọi những người bạn xung quanh mình đến phụ giúp ông. Người cầm một cái xẻng, một cái len chạy lại để giúp đỡ ông. Với những xẻng đất đầu tiên thì con lừa nó nhìn lên và hai dòng lệ trên đôi mắt của nó rơi, làm cho những người ở trên bờ, ở trên miệng giếng vẫn sót, nhưng họ vẫn làm. Đến khi mà đất đến phần chân của nó, rồi lên đến nửa chân, thì nó mới bừng tỉnh dậy. Nó nghĩ rằng bây giờ mình phải lo làm sao để mình sống. Thế là nó vận dụng khả năng sức khỏe của nó. Những xẻng đất rơi trên lưng nó lắc qua lắc lại để cho đất rơi xuống và chân của nó dẫm lên. Mọi người chung quanh không hình dung ra được chẳng bao lâu con lừa nó đã lên tới bờ. Và nó chạy tung tăng, mặc dù nó rất là mệt để chiến đấu, để được sống, để được cứu chữa. Con lừa cũng cố gắng cộng tác, mặc dù cho những người xung quanh đó không thương nó, nhưng mà nó vẫn làm mọi cách để nó sống. Phải chăng mỗi người Kitô hữu chúng ta có khi ngụp lặn trong khó khăn, trong thử thách? Chúng ta cần tin tưởng để chúng ta được cứu sống. Những người không có niềm tin, họ hoang mang sợ hãi, nhưng đối với chúng ta, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy ký thác đường đời chúng ta cho Chúa, hãy tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay cứu chữa chúng ta. Thiết nghĩ dịch bệnh sẽ chấm dứt trong tình thương của Chúa. Với lời cầu nguyện mỗi chiều thứ Sáu đặc biệt, hoặc là mỗi chiều hàng ngày, chúng ta kêu gọi lòng thương xót của Chúa, hãy dửu thương, hãy tuôn rơi trên chúng ta. Điều đó rất ý nghĩa. Biết bao nhiêu thánh lễ mỗi ngày, mặc dù trực tuyến, nhưng vẫn có biết bao tâm tình tạ ơn và khẩn cầu tha thiết với Thiên Chúa. Chính vì vậy, đời sống của tất cả chúng ta hãy nhìn cuộc lữ hành đức tin nơi Đức Mẹ, nơi Thánh Cả Giuse, và một cách rất đáng lưu tâm trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay. Tiên tri Daniel đã là một chứng nhân anh dũng. Chính Ngài đã nâng Thiên Chúa lên cho mọi người thấy được lòng cậy trong của ông xứng đáng được Thiên Chúa đón nhận. Tâm tình tạ ơn phó thác của Daniel đã trở nên một lời rao giảng rất mạnh mẽ cho nhà vua và cho mọi dân nước. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cũng như Ngài hãy thêm niềm tin cho chúng ta, để mỗi ngày đức tin của chúng ta thêm son sắc, lòng yêu mến của chúng ta nên nồng nàn, và lòng cậy trông của chúng ta mỗi ngày thêm vững vàng.